Mon mở cửa đi. Xin chào ông bà cô chú. Bây giờ nhà Thủy đang đi ăn sáng. Yuri với Moon đi cầm chìa khóa con. Nhanh nhanh bố chờ kìa. Moon như bà già thương quá. Vivi, ba bỏ con. Em yêu sư ta mà. Sao rồi bà? Sao em yêu sư coi nè. Sư ta coi nè. Ê, Vivi. Vâng nè. Tí. Cô chú ăn này. Hôm nay con có gì á? Cho bà cô chú ăn đi, xem đi. Con có bánh à. Ăn mua rô nữa đi nha. Ừ, mua rô này nha. À, em mua nữa hả? Em mua muốn cho bà cô chú xem muốn có gì. À, muốn có hạt điều hả? Ngon quá, để bây giờ mẹ làm trứng cho Moon nha. Để trứng cả nhà. Thì mẹ làm đã, mẹ bóc cho. Mẹ róc xong mẹ đưa cho em nhé. Ok. Con ăn đi nhá. Bố chưa ăn mua rồi mà ăn cái đó hả? Để hỏi tội bố coi. Chị ăn mua rồi mà cho ăn cái đó rồi. Cho mua cái croissant này. Con phải ăn bánh như vậy không được ăn cái này, còn không phải lấy lại á nha. Con lấy gì con phải ăn hết đồ ăn của mình chưa? Con phải ăn vậy tại sao con để cho bố lấy? Mẹ cho viên trắng nữa. Can I have one? Huh? I don't think we really want to eat so fancy seafood.
vay bò. Bố thay bìm cho Mun này. Mun xinh đẹp. Mun mình chi đẹp. Mun mình đẹp chưa? Cột tóc của em đâu? Ủa? Where her hair tie? What the vay? Cột tóc của em đâu? Vay bò. Vay thì tao vay. Này cô bịt vậy, tí ở vải bạc. Mấy bịt lao này, bố thật vải bạc. Còn lại bịt là vải bạc. Cắt cái này cắt cho em Mun nhé. Chơi ở view su. À đôi Mun phải đẹp chưa? Em Mun mặc đồ lại đẹp chưa? Ôi, thương quá à, thương em à. Bây giờ hai anh em đi đâu biết đâu, ôi. Bây giờ mình đi ăn gì nhỉ? Ôi, thơm cho em một thơm miếng nha. Cho Vivi thơm con một miếng. Thương quá. Bây giờ mình đi ăn nha. Ăn bún. Ăn bún à? Ok. Hôm nay sinh nhật ai nhỉ? Sinh nhật của mẹ. Đúng rồi. Sinh nhật của mẹ. Của con của mẹ. À, sinh nhật của mẹ, của mong của mẹ hả? Ok, mình đi thôi. Đấy. Con ơi. Đi mình đi ăn hải sản nhé. Pasta hải sản nhé. Ăn bún hải sản nhé. Sinh nhật hả? Bây giờ nhà Thủy sẽ đi ăn hải sản. Baby và mắt chào mắt của chú. Con xem con vịt. À con xem con vịt đó, hôm nay mình đi xem quá nhiều con rồi mà. Con vịt quạc quạc. Con muốn con vịt quạc quạc á. Hôm nay mình đi sở thú mình xem con vịt quạc quạc rồi mà. Con muốn xem con vịt quạc quạc. Hôm nay mình đi sở thú con xem vịt quạc quạc rồi. Mình đi xem con vịt quạc quạc. Mình xem con vịt quạc quạc. Bây giờ mình đi ăn đã nha. Đi ăn xong rồi mình tính tiếp nha. Ok nha. Ok. Không ok vậy phải làm sao mới ok. Cái này ok rồi. À cái này là ok rồi. Ồ hay ta. Cái này ok rồi. À cái này là ok rồi hả? À em Mun kìa, em Mun đi với bọn em hả? À, sinh nhật của bọn à? Nhà Thủy đã đến nhà hàng này rồi cả nhà. Tao bên chuyển bọn à? Bánh tráng kiểu này ngon lắm cả nhà, bánh tráng này ngon lắm. Ei tarvi istua siinä sitten odota, että äiti ei sitten syödä, niin sitten voidaan mennä. Sä voit istua, ei tarvi syödä mitään. Baby, en pastaa. Visu, en pastaa. Vilja. Kutsu, mitä voi ottaa? Sitä! Istu tuolla Stacy. Qua
William, con về chỗ của con đi. William. Haluan maistaa. Vivian.